Ôi, hàng về rồi anh em ơi. Đây, cả đống. Nếu mà chưa năm nào mình gặt nhiều như năm nay. Cho anh em xem này. Đấy, vẫn còn đang về nhá. Đây, chờ vận chuyển đang về này. Còn rất là nhiều nhá. Đây là những cái đơn mà đặt tầm mùng 6 thì hôm nay mùng 9 này nhận được cả đống luôn này. Mười mấy đơn. Rồi mở hết nha anh em. Thì đây là những cái đơn đây là những cái đơn áp hoàn tiền các thứ, áp hoàn tiền, áp mã lai. Lên sân được xẻ. Cái này là cái khao bơi thôi. Bỏ qua. Cốc dán tường. Đây. Cốc dán tường anh em. Thì ngân gấu này. Để đựng bàn chải. Đến đây là cái vòi nước nối dài. Vòi nước nối dài này. Rất là hữu ích nhá. Cái này nó uốn thoải mái và nó chắc chắn nhá. Anh em cần thì mua cái loại dài hơn nhá. Cái này vẫn là hơi ngắn. Tiếp. Những cái này thì mình toàn đây là cái mã lai này. Đồ ăn này. Kẹo này. Cái này mình săn được nên mình đặt thôi. Ok. Kẹo dẻo này. Rẻ thì đặt thôi. Rồi. Cái này là gì? À, bình của Everon à. Đúng rồi. Bình giữ nhiên. 6-70 gì đấy. Đấy. Ngon chưa? Đẹp không? Đặt thẳng màu nổi nhá. Cái này nhiều màu lắm. Rồi mình đặt thẳng màu nổi. Đấy. Có phết. Đẹp nhá. Everon là chân cao cuối đệm ấy. Giờ thấy có cả bình giữ nhiên. Kinh tế khó khăn. Tặng cả hành nữa này. Tôm lõm. Cái này hoàn tiền thôi. Hoàn tiền chả biết mua gì. Mua đồ ăn này. Đồ ăn linh tinh. Đấy. Hoàn tiền 50%. Đấy anh em cứ vào nhóm mình. Tha hồ mua đồ rẻ hàng ngày nhá. Thì có nhiều mã ngon lắm. Cái này là cái kẹo cà phê. Kẹo cà phê nhá. Mã lai. Cái này là cái. Đây. Bông rửa bát này. Cái này khá tiện anh em mua. Chúng ta ấn xuống. Đấy. Ấn xuống như này. Đấy thì nó sẽ tự lấy. Nó sẽ tự đẩy nước rửa bát lên. Không cần phải đổ nước rửa bát bằng thủ công nhá. Tự động. Đấy, ấn thì cái vòi này nó hút lên. Xong. Anh em nhìn bọc cẩn thận không ạ? Bọc mỗi cái chai nước rửa tay Lifebuoy. Bọc cả đống. Cà phê mã lai. Cà phê đen đá của Coffee House. Coffee House 2 hộp. Thấy bảo là uống cà phê này ở ngoài thì bình thường 30-40 một cốc. Còn anh em đặt như này sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mấy chục đơn lại đang về anh em. Ui, bánh Ricci. Đựng trong hộp to đùng rồi. Bánh này thì quá là ngon rồi. Không cần giới thiệu gì nhiều. Ủa kẹo này không biết ăn ngon không ạ? Đấy trên live quảng cáo ác lắm. Kẹo cứng nhá. Ngọt. Kiểu kẹo the mát ấy, mùi bạc hà ấy. Ai mồm thơm ấy, mồm thơm thì dùng đi tán gái nhá. Cái này cũng là mã lai thôi anh em. Cái này là mực. Hoàn tiền nên đặt. Đặt hai đơn của sông này. Thấy ăn ngon thì đặt tiếp. Cửa mã hoàn tiền mà. Còn đây là ba cái kệ gỗ. Sắp tới mình sẽ chuyển chỗ làm nên mình mua đặt ba loại, loại nhỏ, loại to. Đây ba chiến trường sau khi mở. Rồi anh em thấy sao? Đây chắc là chỉ là 1/3 thôi nha. Còn hai đợt nữa đang về. Rồi nhận cũng toát hết cả mồ hôi. Ok, cảm ơn thầy đi thôi nhá. Bye bye anh em. Và nhóm mình theo ổ mua đống này siêu rẻ luôn.